Xin chào luật sư Lê Công Định ạ. Dạ, xin chào anh. Mới đây tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, trong khi tranh luận trên thị trường về vấn đề tình hình xã hội và hoạt động của các ngành, ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, có đề cập đến những vấn đề tiêu cực trong ngành công an mà ông thấy là rất kinh khủng. Phát biểu của ông sau đó đã bị phản ứng một cách dữ dội của ngành công an, và đỉnh điểm cao nhất là ông Thượng tướng Lê Quý Vương thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương đã gửi văn thư tới bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu phải làm sáng tỏ vấn đề này đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Vậy luật sư Lê Công Định bình luận thế nào thế này? Ông Lưu Bình Nhưỡng phát biểu trước Quốc hội với tư cách là một người đại biểu dân cử trong cái chức trách của ông. Còn phản ứng của ngành công an đối với phát biểu của ông Lưu Bình Nhưỡng, một lần nữa nó bộc lộ thực chất của cái gọi là nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam thực ra hoàn toàn là do Đảng Cộng sản kiểm soát và lãnh đạo, không có cái sự phân quyền thực sự. Mặc dù trong hiến pháp Việt Nam thì cũng không nói đến vấn đề phân quyền này, nhưng cái lý thuyết của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa bao giờ cũng nói là tuy không có sự phân quyền thì ít ra cũng có cái sự phân nhiệm giữa các cái ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tuy nhiên, cái việc Bộ Công an phản ứng lại những cái lời của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng một lần nữa cho thấy là ở nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngay cả cái sự phân nhiệm đó cũng không có. Và những cái người trong cái bộ máy nhà nước này, họ vẫn nghĩ lập pháp, hành pháp, tư pháp thực ra cũng đều là những quan chức dưới quyền lãnh đạo của Đảng Cộng quyền mà thôi. Cho nên họ vẫn quên đi cái vị trí của họ trong từng cái ngành nhánh quyền lực. Cho nên phản ứng của ngành công an đối với phát biểu của ông Lưu Bình Nhưỡng tôi không ngạc nhiên lắm. Trong xã hội người ta bình luận rằng là hình như ở Việt Nam hành pháp, lập pháp, tư pháp đều bởi sự khống chế của ngành công an. Họ đã thao túng tất cả quyền lực đó. Luật sư Lê Tuấn Vĩnh nghĩ sao ạ? Thật ra chế độ chính trị ở Việt Nam là một cái chế độ đảng trị, nhưng mà Đảng Cầm quyền lại dựa vào cái sức mạnh, cái quyền lực của Bộ Công an. Cho nên nhiều nhà bình luận gọi đó là một chế độ công an trị thì tôi thấy cũng không sai tí nào. Và trên thực tế chúng ta biết là ngành công an có thể can thiệp vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt thí dụ như trong những cái vụ án hình sự bình thường, chứ đừng nói đến những vụ án chính trị, thì tòa án cũng xét xử theo cái kết luận điều tra của bên phía công an. Và do đó chúng ta thấy là tư pháp ở Việt Nam hoàn toàn không có độc lập, mà mọi hoạt động xét xử đều phải dựa trên cái kết quả điều tra của ngành công an. Vụ việc của ông đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng một lần nữa cho thấy là ngành công an không chỉ can thiệp vào sự độc lập của tư pháp mà còn can thiệp vào bộ máy lập pháp. Họ không hiểu được là bộ máy hành pháp chỉ có cái nghĩa vụ trả lời chất vấn các cái đại biểu của dân. Đằng này khi nghe một vị đại biểu của dân nói những cái điều mà họ cho là xúc phạm cái ngành hành pháp của họ thì họ lại phản ứng và đòi chất vấn trở lại chính ông đại biểu Quốc hội. Thì tôi thấy là thực ra họ hoàn toàn không hiểu được những cái vị trí trong cái bộ máy quyền lực nhà nước, và họ đã hành xử một cách bản năng khiến cho tất cả những cái điều trớ trêu trong cái gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nó được phơi bày cho bạn dân thiên hạ thấy hết. Phản ứng về nhận xét của một đại biểu Quốc hội, ngành công an đã đi mức quá xa là đã dùng cả một cái hệ thống truyền thông từ báo Công an Nhân dân rồi lại dựa vào tới cả đến cái cơ quan của Quốc hội như là
lấy ý kiến của cử tri ở Bến Tre và nếu tôi biết thế này tôi không bầu cho Lưu Bình Nhưỡng nữa, vậy thì đây phải là một cái sự tấn công vào đại biểu Quốc hội không, thưa luật sư Lê Công Định? Hoàn toàn đó là một sự tấn công mà trong mắt tôi nó rất hài hước. Như tôi đã nói là họ lẽ ra phải hiểu được cái vị trí của họ ở đâu trong cái bộ máy quyền lực. Dù cái bộ máy này nó giả tạo đi nữa, nó cho thấy có cái sự độc lập giả tạo giữa hành pháp, lập pháp, tư pháp đi nữa, thì người ta cũng nên bề ngoài tôn trọng cái sự giả tạo đó. Nhưng đằng này bây giờ họ cũng bất chấp cái sự giả tạo đó và họ phơi bày một cách thực chất nhất cái sự thống trị của duy nhất một đảng đối với tất cả các cái ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp, mà trong đó Bộ Công an lại trở thành một bộ siêu quyền lực đứng trên tất cả những cái sự phân nhiệm mà được giả định ở trong cái hiến pháp Việt Nam hiện nay. Có lẽ đây là lần đầu tiên Đảng ủy Công an Trung ương là một cái cơ quan của Đảng đã phản ứng một cái dữ dội đến một cái cơ quan quyền lực cao nhất, gọi là họ công nhận là quyền lực cao nhất của đất nước là Quốc hội. Đấy phải chăng là sự tôn trọng pháp luật, thưa luật sư Lê Công Định? Ở đây rõ ràng là họ đã vi phạm cái nguyên tắc nhà nước pháp quyền do chính họ tự bày ra, và thậm chí cũng không tôn trọng những cái nguyên tắc cơ bản nhất của hiến pháp Việt Nam. Mặc dù cái hiến pháp này thì chúng ta biết là không có cái sự phân quyền, nhưng như tôi đã nói khi nãy, ít ra nó cũng có một cái sự phân nhiệm, dù giả tạo đi nữa thì họ cũng đã vi phạm luôn cả cái nguyên tắc phân nhiệm như vậy. Và đó là cái điều mà thực ra ai cũng biết hết rồi, nhưng chỉ qua một cái sự việc cụ thể như cái trường hợp của ông Lưu Bình Nhưỡng thì chúng ta mới thấy là cái phản ứng của ngành công an, tất nhiên là họ cảm thấy bị xúc phạm bởi vì ông Lưu Bình Nhưỡng có thể là chưa đưa ra những cái chứng cứ xác đáng, nhưng cái cách phản ứng của ngành công an đối với lại đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nó bộc lộ ra một cái sự tôi tạm gọi là bản chất của cái bộ máy thể chế chính trị hiện nay. Vậy thì chúng ta phải làm gì để mà khắc phục cái tình trạng là một nhà nước mà gần như là ngành công an nắm toàn quyền cả hành pháp, tư pháp và lập pháp như vậy ạ? Tôi không nghĩ chúng ta cần phải làm gì để khắc phục cho nó tốt hơn, bởi vì nó càng phơi bày cái bản chất của nó ra cho mọi người thấy thì tôi nghĩ đó là điều tốt hơn. Cho nên là thay vì phải nghĩ đến những cái biện pháp khắc phục để giúp đỡ họ, chúng ta cứ để họ tự phơi bày thực chất của họ ra thôi. Xin cảm ơn luật sư Lê Công Định ạ. Dạ, xin cảm ơn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Vụ đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và chế độ công an trị trong Quốc hội Việt Nam. Bài viết được đăng trên trang Facebook Nguyễn Minh Tuấn. Trong một quốc hội của bất cứ quốc gia nào, thì việc phải dành diễn đàn của quốc hội cho các đại biểu quốc hội để họ có thể đăng đàn nói bất cứ đề tài nào mà họ quan tâm. Các vị đại biểu quốc hội có thể tự do ăn nói theo quan điểm của họ về vấn đề mà họ quan tâm. Không ai có quyền cấm cản đại biểu quốc hội khi họ đăng đàn diễn thuyết, và đấy là một trong các quyền tự do tối thượng của một đại biểu quốc hội. Ấy vậy mà trong khóa họp gần đây, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng khi phát biểu một cách vô tư và thiện chí về ngành công an đã bị một vố bất ngờ. Với lời kính hỏi đến Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và một câu hỏi cảm thán phê bình ngành công an là kinh khủng, thì vị đại biểu này đã bị một đồng nghiệp là đại biểu quốc hội Nguyễn Hữu Cầu bắt phải xin lỗi ngành công an về câu nói đó. Vì đại biểu Nguyễn Hữu Cầu là đại tá, giám đốc công an Nghệ An. Dĩ nhiên là đại biểu Lưu Bình Nhưỡng không chấp nhận chuyện xin lỗi vì ông hoàn toàn không sai. Là một người đàn ông chân chính thì đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng không chấp nhận làm những việc mà lương tâm không cho phép. Có thế thôi, nhưng có lẽ động chạm đến hai chữ công an, nên như một đàn ông vỡ tổ, các ông tướng tá công an ùa ra tấn công đại biểu Lưu Bình Nhưỡng tơi bời. Dẫn đầu thì vẫn là đại tá công an, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu. Ta còn thấy Thiếu tướng Công an Lê Văn Cương, và giờ đây thì ngoài việc bắt xin lỗi công khai trước Quốc hội, thì còn có những lời xúc phạm nặng nề,
sạc màu chụp mũ dành cho đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, một vị đại biểu Quốc hội mà việc phê bình, góp ý đến mọi đề tài, mọi ngành nghề là việc đương nhiên. Nhưng cao hơn hết là ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người thế thiên hành đạo, đang ngồi trong tòa nhà Quốc hội với vai trò là Bí thư Đảng Bộ Công an, thì các đại biểu Quốc hội ngành công an như thêm vây cánh để trở thành một thứ kiêu binh chẳng sợ ai hết. Nên mới đây, ông Thượng tá Công an Trần Quý Vương đã ký công văn gửi lãnh đạo Quốc hội với những đề xuất là trừng trị đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng vì đã xúc phạm ngành công an. Vậy không hiểu vài tháng trước đây, những ông tướng công an này ở đâu khi mà có tới mười mấy tướng công an bị bắt, vừa bị cách chức vì các vụ bài bạc điện tử. Có lẽ ông đại tá giám đốc công an Nghệ An và là đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu và một số ông tướng tá công an đã nhầm lẫn nhiệm vụ của mình. Là một đại biểu Quốc hội ngành công an thì nhiệm vụ của ông là tiếp thu mọi đóng góp bất kỳ của mọi đại biểu Quốc hội dành cho ngành công an, chứ không phải là chỉ nhảy dựng lên khi có ai đó nói gì chạm nọc ngành công an, để rồi tự biến mình thành một thứ kiêu binh hung dữ, bắt các đại biểu Quốc hội khác phải xin lỗi mình, hay là tác động đến việc trục xuất đại biểu Quốc hội như ông Nguyễn Hữu Cầu đã làm. Rồi như trấn áp đã quen thuộc, nên các vị tướng tá công an mặt sắt đen sì đã truy cùng đuổi tận một đại biểu Quốc hội chỉ vì một câu nói. Ta có thể hiểu một vị đại biểu Quốc hội ở giữa nghị trường còn bị truy bức đến như thế, thì những dân ngu cu đen ở Việt Nam sẽ còn bị truy tới đâu nếu chẳng may lọt vô tầm lưới có dòng chữ là công an nhân dân. Ngành công an là một ngành nghề bảo vệ pháp luật. Việc người dân ta thán ngành là một chuyện bình thường, thời nào cũng có. Nhưng việc các ông tướng tá công an nhảy dựng lên như bị chạm nọc khi có ai đó phê bình thì thật là vớ vẩn. Và nhảy dựng lên với cả một đại biểu Quốc hội khi đại biểu đó phê bình theo đúng chức năng của họ ở ngay trong diễn đàn Quốc hội như ông đại biểu công an Nguyễn Hữu Cầu thì quả là không thể chấp nhận được. Qua vụ này thì có một điều mà người ta có thể nhận xét ngay mà không hề sợ sai lầm rằng ngành công an đã biến thành một nhóm lợi ích khổng lồ và bao trùm tất cả. Và giờ là ở trong tòa nhà Quốc hội, cơ quan quyền lực nhất. Ngoài quyền lực cứng hay mềm, ngoài lợi ích đặc quyền đặc lợi, thì các nhóm công an còn liên kết sống chết để bảo vệ nhau và chống lại mọi ý kiến trái chiều của bất cứ ai. Và qua vụ việc của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, thì ta có thể thấy bóng dáng của chế độ công an trị đang lởn vởn trong tòa nhà Quốc hội Việt Nam, như những bóng ma đầy hắc ám.